Hiền ơi. Chào anh Hùng. Trắng trời mưa bẩn quá. Cái thằng bộ túi cái túi đâu? Cho túi
Hãy subscribe.
bao tiền cân đấy? 50.000 một cân chứ. Ngon đấy. Đây, bỏ cả cái đó. Đó là bao cái bia đấy. Chưa được.
cân chị. Bán nấm à? Vâng, lấy nấm đi chị ạ. Cân bao nhiêu tiền ấy? 50.000 một cân chị. Chị lên 5 lạng. Bắt cành cân. Cảm ơn nhé. Rồi, chưa đủ lắm năm lạng. Chưa đủ lắm. Chưa đủ lấy một bông. Đây, của chị 25 nghìn. Qua rồi. Xe máy đi ra làm ta được. Làng 5 ngày 5 ngày.
tiếng còn về 5.000 lạng, 5.000 cân. Cái này rộng lớp này thì... Không, cái này... Lắm hả? Hả? Đây đâu cái chị ấy? Cái này.1 cân 4 bao tiền đấy nhỉ chị? Em còn 50.000 đấy. Xin nhé. Nhé.